giới thiệu vắn tắt về chuyện nháo yêu ở trường học của tôi. Trong trường học này lưu truyền một loạt chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, mà Lạc Thành lại trùng hợp đến trường học này, ở nơi đó sẽ phát sinh chuyện thú vị gì đây? Hãy để tôi chờ đợi. Chương 1 Khai giảng cây Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Một nam sinh lo lắng chạy trên đường, miệng còn lẩm bẩm. Sắp muộn rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở chợ Hoa cũng sắp đến cổng trường, người đàn ông này mới vươn cổ tay ra nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, còn hơn 10 phút, sau khi điều chỉnh hơi thở một chút, bước vào ngôi trường này. Ở trên bản hướng dẫn tìm được phòng học của mình, chậm rãi đi vào hắn chân trước vừa mới tiến vào phòng học, một cái mặt áo vệ sinh, chân đi giày thể thao lão sư liền đi đến anh ta tìm một chỗ trống và ngồi xuống. Lão sư quét mắt một lần, xác nhận không ai đến muộn lúc này mới chậm rãi mở miệng ta là các ngươi cái này trung học ba năm chủ nhiệm lớp họ hồ tên cẩm dạy các ngươi ngữ văn được rồi liền nhiều như vậy kế tiếp đến phiên các ngươi giới thiệu chính mình lại quét mắt một lần phòng học sau đó chỉ hướng cuối cùng tiếng phòng học người kia liền ngươi đi vừa rồi ngươi cuối cùng một cái tiếng phòng học tôi anh theo bản năng hỏi một câu đúng chỉ có ngươi mau giới thiệu đi hắn sờ sờ cái mũi sau đó bắt đầu giới thiệu. Ta tên Lạc Thành, sở thích tạm thời không có, có chỗ nào cần hỗ trợ ta sẽ hết sức hỗ trợ. Hồ Lão Sư nhẹ gật đầu, khóe miệng đột nhiên dơ lên một vòng tươi cười. Tốt lắm, kế tiếp ngươi muốn cho ai giới thiệu chính mình. Những lời này vừa nói ra, cái này phòng học người nhao nhao khẩn trương nhìn về phía ta, sợ kế tiếp giới thiệu mình người là hắn Lạc Thành nhìn nhìn người ngồi trong phòng học, giống như muốn ăn mình, sau lưng tê dại, theo ngón tay chỉ vào một nam sinh đang ngẩn người. hồ lão sư hướng lạc thành chỉ phương hướng nhìn qua, sau đó ý bảo lạc thành ngồi xuống. đèn cái kia đang ngẩn người nam sinh kêu lên. đến ngươi rồi. cái kia đang ngẩn người nam sinh sửng sốt một chút, sau đó mới đứng lên, mở miệng nói. ta tên tôn hoa, yêu thích chơi bóng rổ. nghe đến đó, lạc thành theo bản năng nhìn về phía kiểu tóc của tôn hoa, quả nhiên là trúng điểm ngôi sao bóng rổ yêu thích là Kepi Bolen, thầy Hồ cười cười. Hết rồi. Tôn Hoa gật gật đầu được rồi, chỉ người kế tiếp đi. Cứ như vậy, tốn kém không nhiều lắm mấy chục phút, cả lớp đều giới thiệu xong, sau đó Hồ Lão Sư từ trong túi lấy ra một chồng thẻ, dựa theo tên từng cái từng cái phát xuống. Lạc Thành nhận lấy tấm thẻ nhìn một chút, mặt trên in tòa nhà dạy học của trường trung học số 2 chợ Hoa, phía sau in tên của mình, lớp còn có số phòng ngủ hồ lão sư đem thẻ phát xong sau lại mở miệng cái này chính là thẻ cơm của các ngươi bình thường mua đồ tắm rửa cái gì đều là muốn dùng đến tấm thẻ này chính mình bảo quản tốt từ trong túi lấy ra điện thoại di động nhìn nhìn thời gian sau đó nói đến được rồi thời gian chênh lệch không nhiều lắm hiện tại các ngươi đi phòng ngủ của mình sửa sang lại một chút giường của mình sau đó đợi đến giữa trưa trực tiếp đi ăn cơm là được sau khi cơm nước xong trở về phòng học ta còn có chuyện muốn nói Mọi người gật đầu, sau đó nhao nhao đi ra khỏi phòng học. Lạc Thành đi trên đường đến ký túc xá, trong lòng còn đang tính toán buổi trưa nên ăn cái gì, đột nhiên phát hiện bụi cỏ ven đường có điểm không thích hợp, vì vậy đi tới Lạc Thành nhìn bụi cỏ trước mắt, chính là không hiểu cảm giác có chút không đúng, đột nhiên một đôi màu trắng lông lỗ tai liền lộ ra, Lạc Thành bị dọa nhảy dựng, đi về phía sau một bước tiếp theo đầu một con hồ ly liền vươn ra, hai mắt nhìn thẳng Lạc Thành, sau đó ánh mắt sáng lên, từ trong bụi cỏ nhảy ra ngồi ở trước mặt. Lạc Thành Lạc Thành lúc này cảm giác thế giới quan vỡ nát. "Ai, ta nói, ngươi không cần vừa nhìn thấy ta liền bộ này biểu tình a, à. con hồ ly kia một bên liếm vuốt trước lông, một bên đối Lạc Thành nói Lạc Thành thế giới quan hoàn toàn hết thuốc chữa, lúc này hắn đột nhiên bắt đầu tự hỏi khởi nguyên vũ trụ là cái gì?" Chương 2. Yêu Vương. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Lạc Thành, Lạc Thành, con hồ ly kia vương móng vuốt lông nhung ở trên đùi lạc thành vỗ hai cái lạc thành lắc đầu, trở về tinh thần, trong đầu tràn ngập nghi vấn, mở miệng hỏi. Người rốt cuộc là thứ gì? Con hồ ly kia sau khi nghe được, lập tức tức giận nhau mắt lại. Ta mới không phải là thứ gì, sau đó đứng thẳng lên, giống như người hai chân chạm đất, hai chân trước giao nhau ở trước ngực, ngẩng đầu lên, một bộ dáng cao ngạo, nói với Lạc Thành. Ta chính là yêu vương vùng này, Giang Linh Nhi. Lạc Thành sửng sốt một chút, trong lòng một trận im lặng. Người này bộ dáng cũng không giống cái gì yêu vương A, à, cùng đồ chơi trong tiệm búp bê vải ngược lại là muốn vài phần tương tự. Giang Linh Nhi nhìn bộ dáng lạc thành, cảm thấy là bị khí thế của nó dọa sợ, vì thế khoát móng vuốt. Được rồi, không nói nhảm với ngươi nữa. Bản yêu vương còn có chuyện quan trọng hơn phải đi xử lý, ngươi có thể nhìn thấy ta cũng nói rõ ngươi và ta có duyên phận, sau đó nó vương một móng vuốt trên móng vuốt vốn trống không đột nhiên xuất hiện một cái chuông nhỏ hình tròn, chuông này ngươi cầm, nếu gặp nguy hiểm, ngươi cầm trong tay lắc hai cái, sau đó ta sẽ xuất hiện. Lạc Thành từ trong móng tay Giang Linh Nhi cầm lấy chuông. Giang Linh Nhi nhấn mạnh một lần. Nếu không có việc gì thì đừng rung chuông lung tung, được rồi, tôi đi đây. Không đợi Lạc Thành kịp phản ứng, Giang Linh Nhi đã nhảy vào bụi cỏ biến mất. Lạc Thành đem chuông bỏ vào trong túi áo mơ hồ nghe được có người đang thảo luận hắn không phải tên này đầu óc có vấn đề a à, như thế nào tại đối với không khí nói chuyện ta thấy là như vậy chúng ta cách xa hắn một chút đi đừng lát nữa phát bệnh làm ta bị thương ư ừ, ư ừ. là thành một trận không nói gì vừa định mắng chữ người lại nghĩ đến mình là vừa tới trường học này hay là không nên quá nổi bật liền nhanh chóng bước nhanh rời khỏi nơi này 203, Lạc Thành lấy ra thẻ cơm so sánh một chút, không sai, chính là cái này, theo bản năng đi bắt tay nắm cửa, kết quả tay nắm không có, chỉ còn lại có một cánh cửa, không phải, cái này tình huống gì? Người trong phòng ngủ giống như nghe được thanh âm của Lạc Thành, hướng Lạc Thành hô một câu. Trực tiếp đẩy ra là được, Lạc Thành thử một chút, cửa chậm rãi mở ra, cũng kèm theo thanh âm két két két, trong lòng Lạc Thành một trận im lặng. Không phải trường học này đã nghèo đến mức này rồi sao một cái trên mặt mọc mụn hố người hướng lạc thành lên tiếng chào hỏi xin chào ta gọi hứa đào lạc thành cẩn thận hồi tưởng một chút phát hiện trong lớp hình như không có người gọi hứa đào nhưng cũng lễ phép trả lời một câu tôi tên lạc thành hình như tôi chưa từng thấy cậu trong lớp hứa đào nói chúng ta phòng ngủ là hỗn ngủ cùng các ngươi không phải cùng một lớp lạc thành gật gật đầu sau đó phát hiện phòng ngủ này hình như là tám người ngủ, nhưng hắn cũng không quản nhiều như vậy, bắt đầu tìm giường của mình. Ở trên giường số 4 tìm được tên mình, sau đó lạc thành thở dài. Đáng tiếc giường trong trường học này là cố định, bằng không thì không phải là giường dưới. Trên giường mỗi người đều có một túi da trắng rất lớn, bên trong chứa chăn đệm của mỗi người, còn có chiếu cỏ. Lạc thành tùy tiện sửa sang lại một chút, lúc sửa sang lại giường, Mấy người bạn cùng phòng khác cũng lục tục đến, Lạc Thành nhất nhất đều chào hỏi. Đợi đến khi dọn dẹp xong giường, Lạc Thành Vương cổ tay, nhìn đồng hồ đeo tay, đã cách buổi trưa không xa, đợi lát nữa là có thể đi ăn cơm rồi. Lúc này, ngoài cửa sổ có thứ gì đó hấp dẫn sự chú ý của Lạc Thành, Lạc Thành vừa mới nhìn qua, vật kia đã không thấy đâu, Lạc Thành chỉ cho là chim gì đó, liền không chú ý nữa. Chương 3. Nghe đồn bạn đang nghe tại truyện chấm audio hứa đào cũng nhìn thời gian cảm thấy thời gian kém không nhiều lắm liền cười hỏi muốn hay không cùng đi ăn cơm trưa lạc thành gật gật đầu mấy người khác trong phòng ngủ cũng nhao nhao đồng ý nhưng lạc thành đột nhiên nhìn thấy còn có một cái giường trống liền mở miệng nói cái này hình như còn có một người chưa tới một người đeo kính trong phòng ngủ nói giường này vốn không có ai người này là lớp trưởng đổ quân lương của lớp bọn họ. lạc thành nghe xong gật gật đầu. vậy đi thôi. một hàng bảy người cứ như vậy đi căng tin. mỗi người tự chuẩn bị cơm xong liền tìm một cái bàn lớn ngồi xuống. lạc thành vừa mới ngồi xuống, chợt nghe được người bên cạnh hứa đào nói. các ngươi có biết hay không trường học này có rất nhiều tin đồn a. À. người này tên là trương khải sơn, lớn lên xem như mi thanh mục tú, cùng lớp với lạc thành nghe được trương khải sơn nói mọi người nhất thời hứng thú. Người mau nói một chút, cái gì tin đồn a? À? nói chuyện là Lương Quốc Khánh, cũng là cùng lớp với Lạc Thành khụ khụ, Trương Khải Sơn hắn giọng, bày ra bộ dáng ngưng trọng, trường học này không sạch sẽ. Không sạch sẽ sẽ không sạch sẽ quá, Bạch Vân Phong khoát khoát tay, quét dọn sạch sẽ không phải tốt rồi sao, người này giống như trên mọi người im lặng. Ngươi đừng nhắc lời, người này gọi tỉnh Điện Nguyên, hắn liền không giống với, hắn là cùng Đỗ quân lương một lớp, nói tiếp, nghe nói, ngôi trường này trước kia, nói tới đây, Trương Khải Sơn cố ý dừng lại một chút. Lòng mọi người đều treo lên. Là một mảnh đất trống. Trái tim treo lơ lửng của mọi người rốt cục giống như hứa đào trực tiếp mắng một câu. Ta ngươi. Trương Khải Sơn ngượng ngùng khoát tay áo. Khụ khụ, chỉ đùa một chút thôi, bây giờ bắt đầu nói, trường học này mấy năm trước có một nữ sinh nhảy lầu. Lương Quốc Khánh nhướng mày thật hay giả? Trương Khải Sơn tặc lưỡi. Tôi còn có thể lừa cậu sao, lúc xảy ra chuyện, hiệu trưởng trường học này rất nhanh đã đè nén sự tình xuống, hơn nữa trường học này cách nội thành khá xa, vẫn không truyền ra ngoài. Lương Quốc Khánh sơ cầm. Vậy làm sao anh biết? Trương Khải Sơn hạ thấp giọng. Đây là học trưởng mấy khóa trước nói cho tôi biết, các cậu có muốn biết nữ sinh kia vì sao nhảy lầu không? Mọi người gật đầu. Mà lúc này, Lạc Thành lại cảm giác có một điểm không thích hợp, vì vậy bắt đầu nhìn chung quanh, ý đồ tìm được loại cảm giác này phát sinh từ đâu. Đỗ Quân Lương ngồi bên cạnh Lạc Thành nhìn bộ dạng này của hắn, mở miệng hỏi. "Anh đang tìm ai vậy?" Lạc Thành lắc đầu. "Không có gì, nhìn xem có ai quen biết không?" Đỗ Quân Lương cũng không hỏi nữa. Trương Khải Sơn tiếp tục nói. "Nghe học trưởng mấy khóa trước nói, nữ sinh kia giống như thấy được thứ gì đó không sạch sẽ, vì vậy tự tìm thiển kiến, người cùng phòng với cô ấy nói, vào một buổi tối nào đó, nửa đêm cô ấy đi về đúc xe, nhưng rất nhanh đã trở lại, sau khi trở về bộ dạng mất hồn, miệng cà lâm nói gì đó, có người đứng ở hàng rào bảo vệ, cười với cô ấy, đêm đó mọi người trong phòng ngủ của cô ấy đều không ngủ, sáng hôm sau, nữ sinh kia liền nhảy lầu tự sát. Nói tới đây, hứa đào lập tức cắt đứt lời Trương Khải Sơn. Được rồi, đừng nói nữa, lá gan tôi vốn đã nhỏ, nói tiếp đêm nay sợ là tôi không ngủ được. Trương Khải Sơn lại nói một câu. Đây đều là nghe nói, có phải thật sự còn chưa biết hay không? Lạc Thành lúc này đã ăn xong, chỉ chờ bọn họ, nghe xong Trương Khải Sơn nói, Lạc Thành sờ sờ chung trong túi, trong lòng nói. Hy vọng thứ này thật sự có thể cứu tôi. Chương 4 Huấn luyện quân sự Bạn đang nghe tại truyện chấm audio tất cả mọi người ăn kém không nhiều lắm cùng nhau đem cái bàn thu dọn xong sau đó đi tới từng người lớp học trên đường đến lớp lương quốc khánh đột nhiên tiến đến bên cạnh lạc thành cậu nói xem trương khải sơn nói có đúng sự thật không lạc thành lượm hắn một cái một cái giả a à, thứ này đều là bịa ra tin hắn làm gì nhưng vạn nhất là thật thì sao trường học này nhiều người như vậy cũng không nhất định có thể đến phiên ngươi khoảng cái gì? Nhưng Lương Quốc Khánh vẫn lộ ra vẻ sợ hãi, nói thì nói như vậy, nhưng đừng nhưng là thực sự không được. Người đi tìm Trương Khải Sơn hỏi rõ ràng, sau đó Lạc Thành liền bước nhanh đi. Lương Quốc Khánh cắn răng một cái, ở trong lòng không ngừng thôi miên chính mình, những thứ kia đều là giả. Lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp đảo mắt đã đến phòng học, đều tự tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Lạc Thành nhìn đồng hồ đeo tay một chút giữa trưa vừa mới qua không lâu trong phòng học đã có hơn phân nửa người nhưng lạc thành ngoại trừ bạn cùng phòng của hắn những người khác đều không nhận ra trầm tư một lát sau quyết định ngủ sau đó lạc thành liền ghé vào trên bàn ngủ lúc lạc thành đang ngủ say đột nhiên một đạo thanh âm truyền vào được rồi ngủ tỉnh một chút lạc thành cẩn thận hồi tưởng một chút thanh âm này là của ai sau đó mới ý thức được hồ cẩm đến rồi lạc thành xoa xoa mắt ngồi thẳng người Hồ Cẩm vỗ vỗ tay. Được rồi, mọi người đã ăn cơm chưa? Mấy người nói câu ăn, những người khác cũng gật đầu. Hồ Cẩm tiếp tục nói. Như vậy, kế tiếp muốn làm gì mọi người khẳng định cũng biết, huấn luyện quân sự, không lâu nữa, cũng chỉ một tuần. Mọi người cũng không biết nên khóc hay nên cười. Là Thành nghe được muốn huấn luyện quân sự về sau, lúc này mới thấy được Hồ Cẩm ở trên bục giảng đặt một sấp quân trang cùng mũ quân, lạc thành ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình chỉ là một tuần mà thôi cố gắng một chút liền đi qua hồ cẩm đem quân trang cùng quân mạo phát xuống chờ sáng mai đều thay hôm nay không cần mặc đừng làm mất không có nhiều nói đến đây một người mặc quân phục bước vào mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn hồ cẩm giới thiệu đây là huấn luyện viên huấn luyện quân sự của các cậu bình thường gọi cậu ấy là huấn luyện viên lâm được rồi huấn luyện viên lâm cậu nói trước vài câu tôi còn có việc đi trước lâm giáo quan gật gật đầu đưa mắt nhìn hồ cẩm rời đi chờ hắn đi về sau lâm giáo quan mới mở miệng các ngươi cũng đều nghe được ta là các ngươi kế tiếp bảy ngày giáo quan các ngươi nếu là theo ta đến ta cũng sẽ theo các ngươi tới ta làm giáo quan cũng có vài năm dạng gì ta đều đã thấy qua khi đó ta là rất không thoải mái ta hy vọng các ngươi đừng để cho ta không thoải mái như vậy ba -ra -ba lạc thành giống như nghe mà không phải nghe làm ra một bộ dáng rất nghiêm túc nhưng kỳ thật hắn hiện tại đang nghĩ nếu như ở trời mưa đem trên người mình bôi đầy dầu như vậy có thể bay lên hay không hiểu chưa mọi người hô hiểu rồi lạc thành cũng phụ họa lâm huấn luyện viên nhẹ gật đầu tốt lắm có chút huấn luyện quân sự dáng vẻ kế tiếp chúng ta chơi cái trò chơi trò chơi lạc thành lập tức cảnh giác tuy rằng không biết là chơi cái gì nhưng từ trong miệng người kia nói ra, khẳng định không có hảo tâm gì. Lâm huấn luyện viên từ trên bục giảng cầm lấy một cây bút cùng một tờ giấy, giống như ở trên giấy viết cái gì. Kế tiếp từ phía trước bắt đầu, một cái tiếp một cái nói con số, nếu như nói trúng, chính mình lên nói cái trừng phạt. Là thành đầu đầy hắc tuyến, trong lòng oán giận. Không nghĩ tới người này còn rất trẻ con. Hiện tại bắt đầu đi. Chương 5 Giọt nước bạn đang nghe tại truyện chấm audio giáo quan lâm một bộ nghiền ngẫm nhìn mọi người trong phòng học tiếp theo từ cửa phòng học nơi đó bắt đầu người thứ nhất đứng lên hướng lâm huấn luyện viên hỏi đến mấy đến mấy a à? một đến một trăm người nọ nghĩ nghĩ lập tức mở miệng mười lăm huấn luyện viên để cho hắn ngồi xuống kế tiếp mười 10 đến một trăm cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua trong quá trình có người bất hạnh tiếp nhận trừng phạt còn có may mắn tránh thoát một kiếp. Lâm huấn luyện viên lấy điện thoại di động ra nhìn xuống di động. Tốt lắm, mọi người đi ăn cơm đi, buổi tối nhớ tới tự học buổi tối. Lạc thành thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có thể đi ăn cơm. Lại trên đường đến nhà ăn. Lạc thành nhìn về nơi buổi sáng gặp Giang Linh Nhi, giống như không có gì cả, thậm chí ngay cả bụi cỏ buổi sáng cũng không còn, Lạc thành sững sờ tại chỗ lạc thành vội vàng đi qua ngồi xổm xuống xem xét phát hiện chỉ còn lại có một mảnh đất vàng trụi lũi giống như là cho tới bây giờ đều không có sinh trưởng qua cái gì thực vật bình thường lạc thành bắt đầu hoài nghi chính mình buổi sáng có phải hay không xuất hiện ảo giác lạc thành lắc đầu không muốn suy nghĩ chuyện này coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng hắn vừa đứng lên một tiếng chung như là một bàn tay lớn bắt được trái tim lạc thành khiến hô hấp của hắn trở nên co quất tay chậm rãi hướng trong túi áo ma đi thật sự sợ được một cái tròn tròn đồ vật, lấy ra cúi đầu nhìn, rõ ràng chính là buổi sáng cái kia Giang Linh Nhi cho hắn chuông. Lạc Thành Thanh âm này làm Lạc Thành hoảng sợ, nhìn về phía âm thanh, bụi cỏ kia lại một lần nữa xuất hiện, đầu Giang Linh Nhi cũng từ bên trong giò xét ra, lo lắng nhìn Lạc Thành. Điều này khiến cho tinh thần Lạc Thành có chút không bình thường. Lạc Thành Giang Linh Nhi lại gọi tên Lạc Thành một lần nữa, Lạc Thành lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi? Ngươi? Ta làm sao vậy? Giang Linh Nhi vẽ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Vừa rồi, Lạc Thành bắt đầu nói chuyện không lưu loát. Giang Linh Nhi thở dài. "Ai, nói sau đi, nhìn dáng vẻ của ngươi cần chậm lại một chút, ngươi đi làm chuyện của mình đi." Dứt lời Giang Linh Nhi rụt đầu lại, còn lại một bụi cỏ nhẹ nhàng lắc lư theo gió. Lạc Thành lắc đầu, nhìn chung trên tay, không biết là ảo giác hay là cái gì chung này có vẻ cũ kỹ một chút nhưng không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra lạc thành đem nó bỏ vào trong túi tạm thời không nghĩ tới những chuyện kỳ quái này một mực thôi miên chính mình những thứ này đều là ảo giác lạc thành hơi điều chỉnh suy nghĩ của mình một chút để cho tinh thần của mình hơi ổn định một chút tiếp theo lại mơ hồ nghe được có người đang thảo luận hắn người này sao lại lẩm bẩm ở đây ngươi cũng đừng xen vào việc của người khác để cho hắn nghe được sẽ không tốt đi nhanh lên Lúc Lạc Thành nhìn về phía bọn họ, chỉ có hai học sinh đi rất nhanh, Lạc Thành cũng không đi quản, tự mình đến căng tin ăn cơm. Sau khi cơm nước xong xuôi, thể xác và tinh thần Lạc Thành chiếm được thư giãn rất lớn, nghĩ không có chuyện gì, trước tiên đi ký túc xá dạo một lát, trên đường thuận tiện mua bình nước lúc đi ngang qua đúc C Lạc Thành nghe được một tiếng kêu cứu rất nhẹ. Cứu mạng A Lạc Thành nhanh chóng hướng âm thanh phát ra chạy tới, đợi đến sau đó, người nào cũng không có, lạc thành sờ sờ cái mũi hảo tâm tới cứu ngươi ngươi đùa dẫn ta đúng không cứu mạng nhân loại kia lạc thành nhíu mày nhìn về phía thanh âm kia một giọt nước đang nằm trên bồn rửa tay giống như nó đang cầu cứu tới gần một chút giọt nước kia thấy lạc thành giống như chú ý tới nó liền lập tức cao hứng nói ngươi nhanh lên cứu ta a à? từ sau khi lạc thành nhìn thấy Giang linh nhi ít nhất đối với thứ này đã có chút chuẩn bị tâm lý chương 6 Tiểu thủy yêu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lạc thành sờ sờ mũi Ta ngay cả ngươi là cái gì cũng không biết, ta tại sao phải cứu ngươi, vạn nhất ngươi đợi lát nữa cắn ngược ta một cái thì làm sao bây giờ? Tiểu thủy châu kia thấy lạc thành như vậy, đành phải ngoan ngoãn mở miệng. Ta tên là Minh Minh, là một con thủy yêu, lúc ta đi du lịch đột nhiên bị một cổ hấp lực hút đi, chờ ta tỉnh lại, liền ở chỗ này, Ta hiện tại chỗ nào không đi được, đành phải nhìn xem có thể có người tới cứu ta hay không, nhưng hô thật lâu, chỉ có người tới. Trà trà lập tức nói một chuỗi dài như vậy, đầu óc Lạc Thành đột nhiên cứng đờ. Được rồi, ta cái gì cũng nói, ngươi mau cứu ta đi, ta không muốn mang theo nơi này nữa. Lạc Thành phục hồi tinh thần lại. "Nga nga, vậy ta phải cứu ngươi như thế nào?" Minh Minh suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: trên người anh có nước gì không lạc thành gật gật đầu lấy nước khoáng vừa mới mua ở quầy bán đồ vặt ra mở nắp ra và cuốn tôi vào chai này bằng nước lạc thành lập tức không kịp phản ứng dùng nước rửa thế nào trà trà nhìn lạc thành bộ dáng thông minh này nhất thời ngây ngẩn cả người nhưng nghĩ đến hắn còn muốn cứu mình chỉ có thể ôn tồn nói với hắn lấy tay tiếp một chút nước là được lạc thành gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu Tuy rằng quá trình có chút phiền toái, nhưng Lạc Thành vẫn làm được, thành công đem tiểu thủy yêu đưa đến trong bình rốt cục có thể cử động. Thanh âm vui vẻ của trà trà từ trong bình truyền ra. Di chuyển. Lạc Thành liếc nhìn cái chai trong tay. Cậu đồng đầy thế nào? Trà trà giải thích đến. Chúng ta thủy yêu là có thể biến làm các loại bất đồng dáng vẻ, nhưng chỉ có thể là gặp qua, nếu không biến không được, Lạc Thành nghĩ nghĩ nói vậy em có thể biến thành anh không trà trà tự tin nói đương nhiên có thể bất quá cái này cần đại lượng nước đi xử lý chi tiết hiện tại ta nhiều lắm biến thành một con cá nhỏ nói tới đây trong bình nước thiếu gần nửa bình một cái hồng kim sắc cá vàng xuất hiện ở trong bình nhìn chính là như vậy lạc thành nhìn con cá vàng trong bình giống hệt như thật mở miệng hỏi làm sao cậu có thể khôi phục màu sắc cái này ngược lại làm cho trà trà phạm vào khó khăn ta cũng không biết nhưng ta biết chỉ cần nhớ kỹ bộ dáng của nó là được đây đại khái chính là nguyên nhân vì sao phải gặp qua một lần mới có thể thay đổi là thành gật gật đầu lại hỏi minh minh kế tiếp muốn đi đâu trà trà trầm tư trong chốc lát sau đó mới mở miệng nói ta cũng không biết muốn đi nơi nào giống như nơi nào đều đi qua một lần ở bên cạnh ngươi cùng ngươi tâm sự cũng không tệ là thành suy nghĩ một chút bên người mang theo một con thủy yêu nghĩ như vậy cũng cảm thấy không an tâm tuy rằng hiện tại coi như là an toàn nhưng bảo đảm không đủ ngày đó ai lạc thành ngươi ở chỗ này phát ngốc cái gì a à? thanh âm trương khải sơn từ sau lưng lạc thành truyền tới điều này làm lạc thành hoảng sợ tùy tiện tìm một lý do lừa gạt trương khải sơn nhìn thấy trong chai trong tay lạc thành có một con cá vàng vui mừng nói đây là cá vàng cậu nuôi à lạc thành nhanh chóng đặt cái chai ra sau lưng không được trương khải sơn biểu môi thật keo kiệt nhìn cũng không cho xem được rồi mặc kệ cậu tôi về phòng ngủ đây lạc thành vội vàng gật đầu được được ngươi đi trước ta đợi lát nữa sẽ đi dứt lời trương khải sơn xoay người rời đi lạc thành nặng nề thở ra giống như lại nghĩ tới cái gì hướng minh minh hỏi vì sao hắn có thể nhìn thấy ngươi a à? lần này đến lượt minh minh tắt máy trả lời một câu a à. chương bảy linh đang tác dụng bạn đang nghe tại truyện chấm audio minh minh chớp chớp mắt cá của nó nhìn thấy em không phải rất bình thường sao lạc thành lại hỏi nhưng là buổi sáng ta gặp một con hồ ly nó nói mình là cái gì yêu vương cùng ta có duyên phận cho nên chỉ có ta có thể nhìn thấy nó trà trà nghiêng đầu cá làm ra một bộ tự hỏi dáng vẻ chỉ chốc lát sau liền phun ra cái bong bóng nói như vậy chỉ có ngươi có thể nghe được ta kêu cứu, liền giải thích thông, có thể là ngươi cùng yêu có cái gì liên hệ đi. Liên lạc. Lạc Thành sờ sờ mũi, từ trong túi lấy ra chuông giang Linh Nhi cho hắn. Đây là con hồ ly kia cho ngươi. Trà Trà nhìn cái này chung bộ dáng, nhưng thấy thế nào cũng cảm thấy chỉ là một cái bình thường chung. Trong đầu Lạc Thành đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, hắn đặt chung lên bồn rửa tay, lui về phía sau vài bước, sau đó quay đầu nói với Trà Trà nghe hiểu tôi nói chuyện không lời bài hát golum golum quắc do diêu say thật nghe không hiểu là thành lại hỏi một lần nữa lời bài hát golum a à. là thành cầm chuông về bỏ vào trong túi ngươi vừa rồi đang làm gì minh minh có chút không hiểu là thành cười khúc khích một cái đều là cái chuông này làm a à mang nó ở trên người mới có thể cùng các ngươi những yêu này nói chuyện a à. minh minh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu lạc thành nhìn đồng hồ thiếu chút nữa nên trở về phòng học sau đó hỏi minh minh nó làm sao bây giờ cứ mang theo trên người đi như vậy tôi còn có thể kiến thức những thứ dưới nước không thấy được lạc thành trái lo phải nghĩ tùy tiện tìm một con sông thả nó đi nó lại không muốn đem nó mang theo trên người đi cũng không tiện lắm rốt cục lạc thành nghĩ tới một cái hoàng mỹ phương án hắn đối trà trà nói như vậy ta bình thường có thể đem ngươi mang ở trên người nhưng là ở trước mặt người khác ngươi phải giả bộ thành một cái bình thường cá vàng trà trà nghĩ nghĩ đáp ứng có thể ta cam đoan sẽ không để cho người khác nhìn ra một chút manh mối lạc thành thở ra một hơi chỉ mong vậy đem bình trà nhét vào trong túi liền đi đến tòa nhà dạy học trên đường đến tòa nhà dạy học ban đầu người tốt còn không nhiều lắm minh minh một đống lớn vấn đề người nếu như không hô hấp sẽ như thế nào người đói bụng đều sẽ ăn những thứ gì lạc thành đều có thể nhỏ giọng trả lời một chút nhưng đến phía sau người liền nhiều lên khiến cho lạc thành cũng không dám nói chuyện sợ bị coi là bệnh tâm thần thật vất vả đến phòng học lạc thành ngồi vào vị trí của mình về sau trực tiếp đem cái chai nhét vào trong bàn học sau đó hướng trên bàn nằm sấp trực tiếp ngủ trà trà nhất thời há hốc mồm không ngừng nói với lạc thành cái này không giống như đã nói. Ta không muốn ở chỗ này. Lạc Thành. Lạc Thành. Lạc Thành lần này bị ầm ỉ ngủ không được, biểu môi. Ta đây chính là đang bảo vệ ngươi, nếu có người đem ngươi đi mua thì làm sao bây giờ? Không phải còn có ngươi ở đây sao? Ta đều ngủ rồi, hơn nữa ta vừa tới trường học này, vạn nhất thật có cái gì tay chân không sạch sẽ người, ngươi không phải thảm rồi sao? nhưng ta thấy bộ dáng bọn họ không giống người xấu a à? tri nhân tri diện bất tri tâm ngươi không thể chỉ nhìn bề ngoài một người minh minh không nói gì giống như đang suy nghĩ ý tứ của những lời này lạc thành đã hoàn toàn không còn buồn ngủ từ trong bàn học lấy chai ra đặt lên bàn sau đó ngồi thẳng người nhìn trần nhà ngẩn người lạc thành không xứng đáng minh trà ngượng ngùng nói là ta có chút ích kỷ hẳn là suy nghĩ nhiều một chút lạc thành nhìn trần nhà nhàn nhạt mở miệng. Ta cũng có sai, không có dựa theo nguyên bản đã nói đến. Chương 8 Ban đêm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ba người Trương Khải Sơn cũng đến phòng học, vào cửa liền nhìn thấy trên bàn Lạc Thành đặt một cái bình đựng cá vàng, Lương Quốc Khánh và Bạch Vân Phong cũng không có bộ dáng ngoại ý muốn. Trương Khải Sơn vừa về phòng ngủ liền đem chuyện Lạc Thành mang theo con cá vàng đến trường học nói cho bọn họ biết. Trà trà chú ý tới ba người bọn họ đang giống lạc thành đi tới, lập tức đồng đưa cái đuôi, bơi trong bình, giả bộ thành một con cá vàng thật. Ba người Trương Khải Sơn làm chung quanh lạc thành, Lương Quốc Khánh nhìn cái bình kia, bên trong ngoại trừ nước và cá vàng, cái gì khác cũng không có, vì vậy nói với lạc thành. Con cá vàng này chắc chắn sẽ không thiếu dưỡng khí mà chết sao. Lạc thành đang ngẩn người nhìn trần nhà lấy lại tinh thần, xấu hổ trả lời ta thay nước tương đối chịu khó hẳn là sẽ không chết đi lương quốc khánh lắc đầu nhà tôi là nuôi cá những thứ này vẫn là hiểu rõ cậu cứ như vậy cách mấy giờ liền đổi nước một lần cá vàng nó cũng chịu không nổi à là thành sờ sờ mũi vậy làm sao bây giờ lương quốc khánh suy nghĩ một chút nếu không anh làm chút thực vật thủy sinh gì đó bên trong nhưng hiện tại đi nơi nào làm thủy sinh thực vật Lạc Thành biết Minh Minh là thủy yêu, hẳn là không cần không khí cùng đồ ăn, nhưng là ở trước mặt người khác vẫn là giả bộ một chút đi lương quốc khánh hắc hắc nở nụ cười, từ trong túi sách của mình móc ra một cái bình, phía dưới nhào một tầng bùn cát, đang trồng một ít trong rêu, còn có mấy con cá nhỏ ở bên trong Bạch Vân Phong không phải rất hiểu, liền mở miệng hỏi. Người đi học mang thứ này làm gì? Lương quốc khánh khoát tay. Ai nha, dù sao cũng phải cho nhàm chán sinh hoạt trường học tăng thêm chút lạc thú nha. Lạc thú? Bạch Vân Phong lắc đầu, này làm sao có nhìn học tỷ có lạc thú. Trương Khải Sơn nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai Bạch Vân Phong. Nghĩ cùng đi với tôi rồi, quả nhiên vẫn thấy chỉ có niềm vui, tôi nói với cô, trên lầu chúng ta có một người, trông rất đẹp. Bạch Vân Phong cũng cười. Ngươi cũng thấy sao? Ha ha ha, cái kia học tỷ lớn lên quả thật đẹp a. À? Cảnh tượng kế tiếp chính là Bạch Vân Phong cùng Trương Khải Sơn trò chuyện với học tỷ kia đẹp mắt, đánh cực ai đuổi tới trước, mà Lạc Thành cùng Lương Quốc Khánh lại là trò chuyện làm sao nuôi cá. Qua cũng không biết bao lâu, người trong phòng học lục tục đều tới, Lâm huấn luyện viên cũng đi vào, Lương Quốc Khánh bọn họ cũng không hàng huyên, trở về vị trí của mình. Lâm huấn luyện viên xem trong phòng học người kém không nhiều lắm, liền mở miệng nói. Kế tiếp cho các ngươi phóng cái điện ảnh. Xem xong các ngươi liền trở về phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Lớp học lập tức náo nhiệt lên, Lâm giáo quan thanh âm đề cao mấy lần. Ầm ý cái gì? Cho các ngươi xem phim còn ầm ý, muốn hay không đi ra ngoài chạy vài vòng. Trong nháy mắt liền không có âm thanh, huấn luyện viên Lâm cũng lười quản, tìm một bộ phim kháng chiến liền đăng lên truyền thông. Lúc chiếu phim, Minh Minh xem đến nhập thần, dù sao nó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Chờ sau khi bộ phim kết thúc, Minh Minh vẫn cảm giác chưa xem đủ, Lạc Thành đành phải nói. Được rồi, lần sau còn có cơ hội xem. Lạc Thành vốn định cùng ba người Trương Khải Sơn trở về, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tự mình trở về, vạn nhất lại ở trên đường đụng phải cái gì thì làm sao bây giờ? Lạc Thành đang đi, Minh Minh đột nhiên nói. Trên đó có phải có một người đang đứng không? Ở đâu a? À, Lạc Thành nhìn chung quanh, cũng không thấy nơi nào có người trà minh cũng không biết nói như thế nào liền trả lời ngươi bây giờ nhìn sang bên phải sau đó ngẩng đầu lên lạc thành làm theo sau đó nhìn thấy trên lan can lầu bốn phòng ngủ nữ đang đứng một người lạc thành sửng sốt một chút sau đó người kia lại biến mất không thấy đâu nữa chương 9 mặt nạ nam bạn đang nghe tại truyện chấm audio lạc thành sờ sờ mũi sẽ không lại có yêu quái gì để cho ta gặp phải chứ trà trà suy nghĩ một chút. Hình như là như vậy. Lạc thành sửng sốt một chút, trà trà tiếp tục nói. Có thể chính là ngươi cái kia chung nguyên nhân, nó cho ngươi có thể nghe hiểu được yêu nói chuyện, kia tự nhiên cũng có thể cho ngươi nhìn thấy yêu, hơn nữa trên thế giới này yêu vốn là rất nhiều, hiện tại cho ngươi nhìn thấy mấy cái cũng không kỳ quái. Những yêu quái gì đó có thể đánh ta hay không? Ừm. Nói chung là không, trừ khi bạn xúc phạm nó mạo phạm lạc thành lại sờ sờ mũi ta nhìn nó một cái hẳn là sẽ không mạo phạm nó đi cái này cũng không nhất định nếu như nó đang làm cái gì chuyện trọng yếu bị nó phát hiện ngươi đang nhìn nó khả năng một giây sau liền đem cổ ngươi bôi nói tới đây lạc thành thủ hạ ý thức sờ soạn hạ cổ vậy vẫn là nhanh đi thôi miễn cho gây một thân họa dứt lời liền nhấc chân đi rồi và ở một góc nào đó một cái khoác áo bào đen cũ kỹ trên mặt mang theo một cái mặt nạ mèo bên hông còn đeo một thanh kiếm người đối với trước mặt một chỗ hắc ám nói nơi này giống như không có người muốn đồ vật trong bóng tối truyền ra một trận trầm thấp lại khàn khàn thanh âm không nơi này có nhất định có ta đã ngửi được nó mùi đây chính là tốt nhất nguyên liệu a à, ngươi lại đi tìm xem vâng lạc thành bên này vừa trở lại phòng ngủ chuẩn bị trực tiếp ngủ lúc này trà minh làm ra một bộ nghi hoặc dáng vẻ lạc thành liền hỏi ngươi làm sao vậy trà trà lắc đầu không có gì chỉ là cảm giác giống như có thứ gì đó tới lạc thành gãi đầu có thể có thứ gì chứ trà trà đột nhiên trở nên có chút sốt ruột nhanh thừa dịp các bằng hữu của ngươi đi mua đồ ta biến thành một kiện trường bào sau đó ngươi mặc vào lạc thành mở nắp bình ra trực tiếp ngã trên mặt đất nước trong bình vừa tiếp xúc với sàn nhà liền ngưng tụ lại một khối sau đó thư giãn thành một kiện trường bào màu lam. Lạc Thành cầm lên mặt ở trên người, cảm giác còn rất đẹp mắt trà minh nói tiếp. Mặc vào sau người khác liền nhìn không thấy ngươi, hành động có tương đối thuận tiện. Lạc Thành vừa nghe người khác không nhìn thấy hắn, lập tức vui vẻ lên. Đây không phải là ẩn thân y đối với nhân loại sao, bất quá. Hành động cái gì a? À? Trà trà có chút sốt ruột. Trước đừng quản hành động cái gì, hiện tại tranh thủ thời gian đi một cái trống trải điểm địa phương phải nhanh lạc thành đầu tiên nghĩ đến chính là sân thể dục mặc dù không biết minh minh muốn làm gì nhưng vẫn làm theo nhanh nhất là đến sân chơi lạc thành không người hai tay chống đầu gối thở hồng hộc nói hà đây là để tôi chạy đêm sau trà trà nhìn thấy lạc thành bộ dạng này không khỏi nói nếu như ngươi bây giờ cứ như vậy vậy lát nữa có thể có ngươi dễ chịu lạc thành không biết minh minh đây là có ý gì đang muốn mở miệng hỏi một chút trước mặt liền xuất hiện một người mặc hát bào mang theo mặt nạ mèo trong tay nắm một thanh kiếm nam nhân đeo mặt nạ dùng kiếm chỉ lạc thành hiện tại đồ vật giao ra ngươi có thể đi lạc thành nghiêng đầu cái gì vậy người đàn ông đeo mặt nạ thản nhiên mở miệng không muốn thừa nhận vậy đành phải để cho ngươi sau khi chết ta tự mình tìm, dứt lời, người nọ liền cầm kiếm hướng Lạc Thành bổ tới. Lạc Thành còn muốn hỏi một chút là vật gì, kết quả người này trực tiếp bổ tới, Lạc Thành không lưng tránh đi. Công kích của gã đeo mặt nạ còn chưa dừng lại, một cước đá tới. Lạc Thành không kịp né tránh, hai cánh tay giao nhau ở trước người ngăn cản, kết trắng chắc trúng lần này, tiếp theo Lạc Thành liền bay ngược ra ngoài. Chương 10. Linh đang lập đại công bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lạc thành nặng nề ngã trên mặt đất, cũng may trà minh hóa thành trường bào ngăn cản đi một phần thương tổn, bằng không cánh tay lạc thành liền phế đi lạc thành gắt gao nhìn chầm chầm nam nhân đeo mặt nạ kia, hướng hắn hô lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân đeo mặt nạ không trả lời hắn, chỉ cầm kiếm, từng bước từng bước đi tới lạc thành. Lạc thành nhỏ giọng hỏi minh minh. Làm sao bây giờ? Không phải còn có chuông sao? vừa nói đến chuông, Lạc Thành hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, chuông, nói xong, Lạc Thành liền ở trong túi lục lọi một trận, tìm được rồi. Người đàn ông đeo mặt nạ cũng đến trước mắt, giờ kiếm lên bổ xuống đầu Lạc Thành. Lạc Thành xoay người tránh đi, cầm chuông trong tay lắc vang đinh. Mọi người sau khi nghe được thanh âm này, rõ ràng đều chậm chạp một chút. Lạc Thành sau khi kịp phản ứng, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay, một cổ đau đớn không hiểu tại đánh sâu vào đầu lạc thành tiếp theo trong đầu lạc thành liền xuất hiện một hình ảnh một cậu bé ngồi trên một chiếc xe đạp tay cầm một cây gậy gỗ hai chân đạp bàn đạp miệng còn la hét ta là bách chiến bách thắng tướng quân lạc thành hai tay cầm trường thương chống trên mặt đất chậm rãi đứng dậy khóe miệng nhếch lên tuy rằng không biết ngươi muốn làm gì nhưng là đem ngươi đánh chạy là được rồi người đàn ông đeo mặt nạ không nói gì cầm kiếm đâm tới lạc thành hai tay nắm chặt trường thương bỏ qua nam nhân đeo mặt nạ kiếm thuận thế đâm tới người đàn ông đeo mặt nạ ngửa ra sau tránh đi tay kia bắt được trường thương một cước đá vào bụng lạc thành lạc thành nắm lấy đầu trường thương này dùng sức ấn xuống chặn chân nam nhân đeo mặt nạ hai tay dùng sức nắm chặt trường thương rút ra phía sau dùng sức nhấc lên mũi thương liền hướng mặt nam nhân đeo mặt nạ vung tới người đàn ông đeo mặt nạ tránh sang một bên nhưng vẫn để lại một dấu vết trên mặt nạ sau đó cúi người xuống hai chân đạp một cái hai tay đặt kiếm trước người muốn trực tiếp chặt đầu lạc thành xuống lạc thành cắn răng một cái hai tay đem trường thương cắm ở trước người ngăn cản nam nhân đeo mặt nạ công kích hai thanh vũ khí vừa tiếp xúc với nhau nhất thời toát ra tia lửa chân lạc thành cũng trượt về phía sau một chút ánh mắt lạc thành gắt gao nhìn vào mắt nam nhân đeo mặt nạ nam nhân đeo mặt nạ cũng là như thế lạc thành lại một lần nữa dùng sức hai tay cầm trường thương đem nam nhân mặt nạ đánh văng ra người đàn ông đeo mặt nạ lùi lại vài mét nhưng anh ta giống như một người bình thường mà lạc thành bên này đã bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở hổn hển rồi hai con mắt cảnh giác nhìn nam nhân mặt nạ sợ hắn bước tiếp theo động tác chính mình không kịp phản ứng người đàn ông đeo mặt nạ vừa định đi qua lại đột nhiên dừng lại sau đó thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất không thấy tâm hơi. Lạc thành cảnh giác nhìn bốn phía minh minh nói. Hắn đã đi rồi. Đi rồi, lạc thành nặng nề thở ra một hơi, ngồi dưới đất, trường thương cũng một lần nữa biến trở lại một cái chuông, lạc thành đem nó bỏ vào trong túi, sau đó hỏi. Hắn vì sao đi rồi? Không biết, liền đột nhiên cảm giác hắn biến mất. Được rồi, tin tưởng ngươi, lạc thành hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó mới đứng lên. Hướng phòng ngủ lầu đi đến trên đường, Lạc Thành đột nhiên nghĩ đến Minh Minh biến trường bào, liền hỏi: "Lúc trước quên hỏi, ngươi này thật có thể để cho người khác nhìn không thấy ta sao?" Trà Minh dùng một loại thanh âm phi thường kiêu ngạo trả lời: "Đó là đương nhiên, có thể hay không để cho người khác nhìn thấy được, nhưng là ta quyết định." "Vậy ngươi trực tiếp biến thành vật gì, treo ở trên người ta là được rồi." "Ý kiến hay, giúp lời." trường bào trên người lạc thành liền ngưng tụ đến trên tay lạc thành